Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Siêu thị nông nghiệp được phát sóng vào lúc 18 giờ 50 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VTC16. Vâng, Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến rồi và không biết là quý vị cũng như là các bạn đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ? Với nhiều gia đình Việt thì đây không chỉ là thời điểm bận rộn với công việc cuối năm, nhưng mà chúng ta cũng không thể bỏ qua một việc, đó là chúng ta phải chuẩn bị sắm Tết. Ngoài những nhu cầu về lựa chọn thực phẩm thì việc trang trí, bài trí cũng rất là quan trọng. Và ngay bây giờ tiểu mục thị trường ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị những sản phẩm nông sản thực phẩm đang có nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cận Tết. Để thu hút khách chơi mai kiểng Tết, thay vì tạo thế cho cây mai thì năm nay các nhà vườn ở Bến Tre đã dùng những cây mai con để quấn tạo thành dáng bình hoa dạng lộc bình rất lạ mắt. Vốn gắn bó với nghề ghép mai kiểng từ lâu, để đa dạng hóa các sản phẩm cung ứng cho thị trường Tết, mỗi năm nhà vườn này thường mày mò để tạo ra những cây mai vàng có kiểu dáng lạ mắt. Ban đầu các loại cây như tắc, cây xanh đều có thể uốn thành lộc bình, nhưng với cây mai có thân cứng nên cũng phải kỳ công trong việc tạo dáng để cho ra một cây mai lộc bình hoàn chỉnh. Những cây mai vàng được lựa chọn có tuổi thọ từ 2 đến 3 năm, chiều cao với cây mai đạt từ 1,1m đến 1,2m trở lên. Và để tạo được một cây lộc bình đẹp, đúng chuẩn, phải cần 18 đến 24 cây nhỏ. Giá bán dao động từ 2,5 triệu đồng một cặp đến hơn chục triệu đồng loại thông thường. Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhà vườn này sẽ cho ra thị trường hơn 200 cặp lộc bình mai vàng tạo dáng hoàn chỉnh. Những trái đỏ hồng nhẵn bóng, căng mọng lấp ló sau tán lá xanh mướt được làm bằng đá quý đang khiến cho rất nhiều người thích thú. Và năm nay thì những nghệ nhân ở Hà Nội vẫn cho ra thị trường dịp Tết bởi mặt hàng này thì vẫn thu hút rất nhiều khách mua. Những cây đào này được làm từ 90% nguyên liệu là đá quý. Lá cây được làm bằng đá cha Isidoni xanh lục được gọt rũa tạo thành lá cây mềm mại. Còn quả đào được chế tác từ đá thạch anh hồng tạo ra quả đào căng mọng, sáng bóng có màu hồng phớt. Theo ý nghĩa phong thủy, nhiều người có điều kiện đặt mua đào tiên để cầu may mắn, tài lộc và bình an. Giá của mỗi cây phụ thuộc vào số lượng quả trên cây, với mỗi quả có giá là khoảng 1 triệu đồng. Ngoài những xu hướng đưa sản phẩm độc lạ ra thị trường thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được những thú chơi Tết của người dân nói chung. Vào dịp Tết thì hẳn là trong nhà quý vị đều có ít nhất 1 đến 2 bình hoa và chủ yếu là hoa ly, hoa cúc, hoa hồng. Nhưng mà năm nay thì có một thú chơi khác chủ yếu của dân công sở, đó là hoa chuối rừng. Khác với hoa chuối ở vùng đồng bằng thì có hoa mọc thõng xuống phía dưới màu nâu, thì hoa chuối rừng như thế này lại mọc thẳng đứng và có màu đỏ. Vẻ đẹp độc đáo của loài hoa rừng này đang được nhiều người dân thành phố Hà Nội săn lùng để chơi Tết. Theo các tiểu thương, cây chuối rừng là cây mọc hoang có nhiều ở các vùng đồi núi các tỉnh Lào Cai. Hoa của chuối được bà con nơi đây sử dụng làm món ăn trong gia đình, làm thức ăn cho gia súc hoặc làm bài thuốc dân gian. Hoa chuối rừng có màu đỏ tươi, thẳng đứng, xen lẫn những quả chuối nhỏ màu xanh, nhìn rất lạ mắt. Những bông hoa chuối rừng bán tại các chợ cóc, dọc đường ở Lào Cai có giá rẻ, chỉ từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng một bông. Tuy nhiên, khi vận chuyển về Hà Nội, do mất thêm chi phí đi đường nên giá hoa khoảng 50.000 đến 70.000 đồng một bông. Hoa đẹp, chơi bền màu, có thể trưng đến một tháng hoa mới tàn. Hoa chuối rừng có màu đỏ ấm cúng, rực rỡ, mang ý nghĩa may mắn, rất thích hợp vào ngày Tết. Bên cạnh đó, so với các loài hoa khác trên thị trường, thì chi phí cho một bình hoa chuối rừng rẻ hơn rất nhiều, lại mang hương sắc núi rừng rất độc đáo, nên nhiều người mua về chơi Tết hoặc làm quà xuân biếu người thân và bạn bè. Vụ kiệu năm nay do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên giá kiệu giống đầu vụ tăng cao và diện tích trồng kiệu có thấp hơn so với mọi năm, nhưng bù lại thì năng suất và giá kiệu lại tăng khá là cao. Tại Bình Định thì vụ kiệu Tết năm nay vừa được mùa, được giá đã mang lại đời sống khấm khá cho người nông dân. Và điều này thì đã giúp cho những nông dân tại Bình Định có thu nhập ổn định hơn. Vào những ngày này, bất kể từ sáng cho tới tối thì người mua, kẻ bán, người tham gia vận chuyển, bốc xếp kiệu, lên xe tải đều làm việc hết công suất để kịp đưa hàng ra tiêu thụ. Những giỏ kiệu cứ nối đuôi nhau, nườm nượp từ các cánh đồng về các vựa rồi lên xe tỏa đi khắp mọi nơi. Ghi nhận tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, một trong những địa phương có tiếng về nghề trồng cây kiệu. Để phục vụ Tết Tân Sửu, bà con sản xuất hơn 840 ha, tập trung nhiều tại các xã Mỹ Trinh, Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây. Giảm 43 ha so với cùng kỳ của năm ngoái. Nhờ chú trọng thâm canh, thời tiết thuận lợi, ít phát sinh sâu bệnh hại nên cây kiệu sinh trưởng và phát triển tốt. Năng suất đạt 280-300 kg củ một sào, tức là tăng 30-50 kg một sào. Năng suất tăng nhưng giá kiệu lại ổn định, tương đương với năm ngoái. Từ đầu tháng chạp cho tới nay, bình quân là 30.000 đồng đến 45.000 đồng 1 kg kiệu củ. Đến nay, người dân đã thu hoạch được hơn 50% diện tích.
Vào thời điểm sắp Tết thì lượng hàng hóa phục vụ Tết tương đối đa dạng và phong phú. Cùng với nhu cầu mua sắm thì người dân cũng cần phải trở thành một nhà tiêu dùng thông thái. Đặc biệt là với mặt hàng bánh mứt 3-0, không bao bì, không nhãn mác, không hạn sử dụng, xuất hiện nhan nhản tại các chợ và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dùng. Tuy vậy thì việc kiểm soát những sản phẩm này là không hề dễ. Tại các chợ như An Đông quận 5, chợ Bến Thành quận 1, từng dãy lớn san sát trưng bán hàng chục loại mứt Tết như mứt dừa, mứt bí trái cây có giá từ 120.000 đồng đến 250.000 đồng 1 kg tùy loại. Tuy nhiên, các sản phẩm này phần lớn đổ đống để bán hoặc đóng bịch thô sơ nhưng không nhãn mác, không hạn sử dụng. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tăng cường lấy mẫu kiểm tra thực phẩm tại chợ siêu thị, đặc biệt chú trọng bánh mứt. Hiện đơn vị đã thành lập 20 đoàn kiểm tra với hơn 300 thanh tra viên tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm Tết. Tuy nhiên, việc lấy mẫu phần lớn chọn lọc nguy cơ không thể bao quát, vì thế người dân nên chọn mua sản phẩm uy tín để tránh nguy cơ ngộ độc. Thời gian qua, nông dân ở các địa phương đã có nhiều cơ chế, nhiều chính sách khuyến khích người dân trồng rau an toàn. Đến nay thì tại nhiều địa phương đã xây dựng được những cánh đồng trồng rau an toàn và được trồng theo những quy trình rất khác biệt. Tại làng rau sạch Mỹ Tân ở thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, người dân có cách làm hay là tự bào chế các chế phẩm sinh học từ dược liệu thay cho phân bón hóa học. Và chính cách làm này đã mang đến thu nhập hàng chục triệu cho họ mỗi năm nhờ vườn rau hữu cơ tại nhà. Đây là vườn rau sạch quy mô 700m² được đầu tư nhà lưới che mát của ông Bùi Ngọc Giàu, trồng hơn 6 tháng nay đang phát triển rất tốt. Theo ông Giàu cho biết, trước khi chuyển sang mô hình trồng rau hữu cơ này, cách đây 4 năm, các hộ trong tổ hợp tác này từng sản xuất rau an toàn và thu được nhiều hiệu quả đáng kể. Trung bình 1.000m² trồng rau, nông dân có thể lãi khoảng 40 triệu đồng một năm. Sau đó, ông cùng một số hộ chuyển đổi sang phương pháp sản xuất rau hữu cơ thương phẩm với kỹ thuật được tìm hiểu kỹ lưỡng và bằng một phương pháp chăm sóc đặc biệt, người dân tự bào chế các chế phẩm sinh học. Lúc đầu thì nó ngay là cái đất mình nó đã chai sẵn, thì lúc đầu là nó nặng phân cái hữu cơ là nó nặng cái 1m² nó khoảng từ 5 kg phân hữu cơ nó mới đạt cái chuẩn để mà mình sản xuất rau. Tại đây, rau hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật, thay vào đó rau được bổ sung dưỡng chất và phòng trị bệnh bằng các chế phẩm sinh học do nông dân bào chế từ các loài thảo dược như gừng, tỏi, ớt hoặc các sản phẩm nằm trong danh mục cho phép. Chính sự khác biệt trong quy trình sản xuất đã góp phần giúp thương hiệu rau sạch Mỹ Tâm được người tiêu dùng tin tưởng trong thời gian qua. Rau được trồng phổ biến tại đây gồm các nhóm rau ăn lá như cải xanh, cải ngọt, cải thìa, mồng tơi, rau muống, tía tô, hành, cần ô. Sau khi rau được thu hoạch, sẽ đóng gói và được phân phối đến các cửa hàng rau sạch và nhà trẻ trên địa bàn thành phố. Giá thì hồi vô thì bên hữu cơ bây giờ thì giá ổn định hơn ở ngoài. Cải thì 17.000, cải ngọt, rau thơm cũng rau thơm thì nó cao hơn, rau thơm thì 22.000. Dù chỉ mới chuyển đổi chưa đầy một năm, nhưng hiệu quả từ mô hình rau hữu cơ đem lại đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Trung bình, hộ ông Giàu và bà Dũng thu hoạch cũng từ 10 đến 20 kg rau các loại mỗi ngày, với giá bán mỗi loại từ 11.000 đồng đến hơn 20.000 đồng.